Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tony Phùng. Ok, mình sẽ đưa cho các bạn một vài những thông số sau đây. Core i5-7200U, 4GB RAM, 128GB SSD với một tốc độ cực kỳ nhanh. Màn hình 2K Super AMOLED, có bút, có bàn phím. Đoán giá đi. Như mình đang có ở đây là một chiếc Samsung Galaxy Book. Và như các bạn đã biết, cái máy bán ở thị trường Việt Nam nó sẽ có kích thước màn hình là 10,6 inch, sử dụng con chip Core M4GB và 64GB eMMC, nó khá là chậm. Đây là một phiên bản cao cấp hơn, 12 inch. Và như mình mượn tại Digifone thì mức giá của nó chỉ là 12 triệu chiếm 90 nghìn mà thôi. Bên trong chúng ta sẽ có một cái bàn phím touch cover như thế này, các bạn có thể thấy ở đây có đèn nền luôn hẳn hoi. Và đặc biệt hơn nữa, đây là một chiếc Galaxy Book, thế nên nó sẽ có cho mình một chiếc bút kèm theo. Tại vì đã là sách thì phải có bút. Chứ nếu sách mà không có bút thì cũng ngay như kiểu là bút hết mực thì cũng chả làm ăn được cái gì. Đó. Thì đây chính là chiếc bút của chiếc Galaxy Book này. Và điều còn đặc biệt hơn nữa, đấy là chiếc Galaxy Book này chúng ta có thể sử dụng được chiếc bút S Pen ở đây. Và các bạn có thể thao tác một cách rất là bình thường hoàn toàn trên cái sản phẩm này. Đây là một cái điểm mà mình thấy đáng khen hơn là với chiếc Galaxy Tab Pro S mà mình đã từng làm video chia sẻ đến cho các bạn thời gian gần đây. Ngoài ra, các bạn phải lưu ý một điều. Trong hộp, các bạn sẽ có một cái cục sạc nguồn rất lớn lên tới 25W. Và chúng ta sẽ có thêm một sợi USB Type-C. Ok, đây sẽ là một cái video mình sẽ cùng các bạn trên tay và đánh giá nhanh về chiếc Galaxy Book cực kỳ ấn tượng này. Quay trở lại với chiếc Book của chúng ta thì mình phải nhấn mạnh các bạn một điều luôn. Đây là một chiếc máy tính bảng, các bạn có thể thấy. Và bởi vì nó là một chiếc máy tính bảng, thế nên là các bạn có thể tháo rời ra để chúng ta sử dụng độc lập một cách hoàn toàn so với cái phần bàn phím như thế này. Và nói chung là nó sẽ có đầy đủ những tính năng của một thiết bị tablet chạy Windows 10 phiên bản đầy đủ. Các bạn có thể cài được rất dễ dàng những ứng dụng File SE, hoặc thậm chí các bạn có thể lên trên cái store của Windows 10 và chúng ta có thể tải về những ứng dụng gọi là App Universal, và chúng ta có thể hoạt động một cách cực kỳ là trơn tru và đơn giản. Cái máy này nó khá là nặng và dày. Bởi vì sao? Các bạn đều biết là cái máy này phiên bản đó là 12.4 inch hay 12.5 inch gì đó, mình không nhớ cụ thể. Nên nói chung là hơn 12 inch, thế nên nó khá là nặng. Và một cái điều nữa, đây cái máy này nó sử dụng Core i5. Đó. Và bởi vì nó sử dụng Core i5 thế nên là nhà sản xuất phải tối ưu làm sao để máy có thể tỏa nhiệt được ra ngoài một cách dễ dàng nhất có thể. Và như các bạn có thể thấy ở trên cái thiết kế của sản phẩm này, chúng ta có 3 cái khu vực. Nhìn thì nó rất là giống với cả lo ngoài. Thế nhưng mình nghĩ rằng là 1 trong 3 hoặc thậm chí là 2 trong 3 những khe này, nó là khe tản nhiệt của CPU. Và đương nhiên với con chip Core i5 thì các bạn có thể làm được rất nhiều việc trên cái máy tính bảng này. Và chắc chắn là trong video đánh giá chi tiết thì mình sẽ còn làm nhiều thứ với nó và sẽ hành hạ nó để xem hiệu năng nó mang đến cho người dùng sẽ là đến cái mức độ như thế nào. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ còn có gì? Một cái màn hình kích thước lớn 12,5 inch, độ phân giải 2K. Và cụ thể hơn nó là 1440x2160. Tỷ lệ của nó là 4:3 và đây là một cái tỷ lệ cực kỳ phù hợp dành cho những thiết bị máy tính bảng để làm việc. Mình xin nhắc lại như là để làm việc, chứ nếu mà bạn nào mà muốn có một cái trải nghiệm xem phim hay là chơi game tốt trên cái màn hình này thì mình đánh giá là không thực sự hợp lý. Bởi vì phim ảnh bây giờ nó đều theo cái tỷ lệ đó 16:9, 21:9, hoặc thậm chí bây giờ có một vài bạn thì cũng làm theo cái tỷ lệ mới của những chiếc smartphone, đây là 18:9. Và xem trên cái màn hình này thì nó sẽ bị đen hai cái mảng trên và bên dưới. Và nó cũng giống như là chiếc Galaxy Tab Pro S mà mình đã chia sẻ trong video trước đây rồi. Ở cái thiết kế của sản phẩm này bên ngoài còn thứ gì đặc biệt nữa hay là không? Có một thứ rất là đặc biệt. Các bạn nhìn bên cạnh trái ở đây, chúng ta sẽ có tới hai cổng USB Type-C. Mình thì không rõ là nó có hỗ trợ Thunderbolt 3.0 hay là không, nhưng mình nghĩ rằng sẽ không hỗ trợ, mà nó sẽ chỉ hỗ trợ đến USB 3.1 hoặc là 3.0 mà thôi. Nhưng đương nhiên với hai cổng Type-C như thế này thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể mở rộng được ra những cái kết nối bên ngoài một cách dễ dàng hơn. Điều đặc biệt là các bạn có thể cắm sạc cái sản phẩm này thông qua cả hai cái cổng USB Type-C này. Các bạn đang bận cổng này thì có thể cắm vào cổng khác, mà đang bận cả hai cổng tốt nhất là hy sinh một cổng ra mà cắm cái sạc thôi. Nó rất là dễ dàng. Và đương nhiên là máy cũng có thể sạc với bất cứ cái cục sạc nào có hỗ trợ cái chuẩn quick charge từ 3.0 trở lên và yêu cầu cái nguồn công suất chỉ cần từ 15W trở lên là được. Nó sẽ sạc chậm hơn một chút xíu nhưng nó vẫn sẽ sạc vào được. Thế nên các bạn vẫn có thể yên tâm. Chẳng may có mất cục sạc kèm theo thì vẫn có thể sử dụng cái cục sạc khác để sạc được. Ok, bây giờ thì hãy nói đến một chút về cái bàn phím kèm theo cũng như là cái bút này. Vậy thì cái bàn phím này nó sẽ có cái tác dụng là gì?
Thứ nhất là nó có thể dựng lên để các bạn có thể sử dụng như một chiếc laptop giống như thế này. Và điều đặc biệt hơn nữa là cái bàn phím này chúng ta còn có cả một cái đèn nền phía bên dưới để giúp các bạn có thể hoạt động và gõ trong buổi tối tốt hơn. Mình nhận thấy một điều là cái hành trình phím nó tốt hơn hẳn so với là cái bàn phím kèm theo trên chiếc Tab Pro S. Bởi vì sao? Bởi vì đây là dạng phím chiclet và nó tách biệt ra từng phím một, nó không bị zip từng cái phím vào với nhau và nó mang đến trải nghiệm tốt hơn cực kỳ là nhiều luôn. Thế nhưng cái phiên bản mình đang có ở đây thì như là nó đến từ thị trường UK thì phải. Mình thấy cái layout của nó phải nói là vô cùng là lạ và dị. Thế nhưng khi mà mình tùy chọn trong cái bàn phím của Windows, mình tùy chọn sang cái layout của US thì mình vẫn có thể gõ cái cảm giác, tức là những cái vị trí phím rồi là những cái phím tắt nó giống hoàn toàn so với những bản phím thông thường và nó khác hoàn toàn so với những cái ký tự in bên trên. Đấy là các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý. Và cuối cùng, đấy là chiếc bút kèm theo này thì nó còn thể làm được những cái gì. Đầu tiên là chúng ta có thể viết vẽ hay làm bất cứ một thứ gì cần đến cái bút trên cái này. Và điều đặc biệt hơn nữa là chúng ta vẫn có một cái nút E-Command. Và kích hoạt E-Command này lên thì các bạn sẽ có những cái tính năng ví dụ như Create Note này, Smart Select này, Screen Write hoặc là Show Window. Những cái này thì mình sẽ chia sẻ và đánh giá cụ thể hơn trong video đánh giá chi tiết. Còn đây sẽ là một cái video mình chia sẻ nhanh đến cho các bạn mà thôi. Có một điểm cộng hơn nữa là Galaxy Book này chúng ta cũng có cả camera mặt trước lẫn mặt sau, để các bạn có thể video call hoặc là đơn giản là chắc là cầm cái này lên chụp hình. Mình thử. Tổng kết lại, sản phẩm này nó sẽ có những gì? Thứ nhất, đây là một chiếc, phải nói là một chiếc tablet với sức mạnh của một chiếc laptop, bởi vì nó sử dụng là Core i5. Thứ hai nữa, đấy là mức giá của nó vô cùng hợp lý, 12 triệu chiếm 90.000 mà chúng ta sẽ có đầy đủ full bộ từ bàn phím, từ cái chiếc bút kèm theo này. Và cuối cùng, chính là cái việc nó có cho mình một cái màn hình chất lượng với độ phân giải cao kèm theo với hai cổng USB Type-C, nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể mở rộng kết nối một cách dễ dàng hơn. Và đó tất cả những thứ mình muốn chia sẻ sơ qua về chiếc Samsung Galaxy Book phiên bản 12 inch này. Các bạn thấy sao về nó? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới. Cảm ơn DigiPhone đã hỗ trợ sản phẩm để mình thực hiện video này. Đừng quên truy cập vào website để tham khảo về mức giá và những chỉ khuyến mãi nhé. Bye!